bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn kit Arduino Ethernet VGF5100. Ở đây mình đã có làm sẵn một bộ ứng dụng của kit này với Arduino Uno và điều khiển 4 thiết bị qua 4 cái relay ở đây. Ở đây thì mình sẽ demo điều khiển một cái bóng đèn. Đây, ở đây mình sử dụng app là AppLink. AppLink này là một app có máy chủ đặt nước ngoài. Nó là một cái app free cho chúng ta thực hiện các dự án IoT. Thì các bạn có thể dễ dàng thực hiện các dự án IoT với cái app AppLink này. Đây mình sẽ tiến hành nhé. Bật cho các bạn xem. Đây. Tắt. Bật. Tắt. Ok, sau đây mình sẽ giới thiệu cụ thể đến với các bạn này về cái kit này, Ethernet siêu này. Đây, như các bạn thấy trên tay mình là kit Arduino Ethernet VGF5100 và có một con chip VGF5100 để xử lý giao tiếp mạng. Ở đây chúng ta có một cổng RJ45 để cắm dây mạng. Ở đây chúng ta có một khe cắm thẻ SD. Thì cả khe cắm thẻ SD này và con chip 5100 này đều sử dụng là chuẩn giao tiếp SPI. Nó sẽ dùng các chân số 10, số 11, 12, 13. Đấy. Thì để giao tiếp với từng con chip này thì bạn chỉ việc chọn các chân SS cho từng chip khác nhau là được. Ở đây thì chúng ta có RAM để kết nối với Arduino Uno và để cắm trồng ở đây. Đây là cắm trồng lên kit Arduino Uno rất là tiện và chắc chắn như này. Kit của chúng ta thì không có được cắm nguồn mà chúng ta sẽ cắm nguồn thông qua kit Arduino. Các bạn chỉ cần cắm trồng lên kit Arduino thì kit Arduino sẽ cắm nguồn luôn cho bộ hôm này. Đây chúng ta có một nút reset. Đây nút reset này tương đương với nút reset ở trên kit Arduino. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một dãy led. Led này thì sẽ dùng để thông báo trạng thái mạng. Đây các bạn có thể thấy dãy đây để thông báo kết nối mạng. Đây mình sẽ cắm điện để mô thử cho các bạn xem khi có mạng và khi không có mạng. Đây kết nối dây mạng là gì nó làm. Đây thực hiện cấp nguồn. Đây các bạn thấy thì có mạng. Mô đun chúng ta đây sẽ báo cái đèn này và cứ khi nào mà có tín hiệu mạng chuyển đến hoặc chuyển đi thì chúng ta sẽ có đèn TXX ở đây nhấp nháy. Đây mình có thể đây thì đây là giao diện của ứng dụng Blink. Các bạn thấy đấy chúng ta có giao diện rất là dễ sử dụng. Ở đây mình có 4 relay thì mình đã ra trên này là 4 nút bấm. Đây chúng ta có chân D2, D3, D4 thì các bạn chỉ cần cấu hình các chân bằng cách nhấn một nút chọn chân đổi từ dạng put là nút nhấn sang dạng switch là công tắc thì các bạn sẽ nhấn một lần là bật, nhấn nữa là tắt. Đấy. Thì bạn chọn chân đây, chọn mức chuyển mức giao tiếp từ 0 lên 1. Tức là khi bạn nhấn nút thì trạng thái sẽ chuyển từ mức 0 đến mức 1. Ngoài ra các bạn có thể chọn ngược lại. Hoặc là đây, ở đây chúng ta có thể sử dụng một số cái chức năng nữa, ví dụ như là đây chúng ta có chức năng hẹn giờ. Thì bạn sẽ chọn ví dụ bạn muốn bật thiết bị từ mấy giờ đến mấy giờ thì đây bạn có thể cài đây để hẹn giờ. Đây để thêm nút các bạn bấm đây. Ở đây thì chúng ta có mã, một cái mã ứng dụng Blink sẽ gửi cho chúng ta thì các bạn đây các bạn thể xem mã ở đây. Các bạn có thể copy lại sau đấy gửi lên máy tính để paste vào hoặc là gửi về email. Sau đấy các bạn sẽ copy từ email ra để copy vào cái code của chúng ta. Thì phần code mình sẽ để bên dưới phần comment của video này. Còn ở đây thì mình có một cái phần mạch đã làm sẵn. Thì mạch của mình sẽ gồm có một dãy header, chúng ta sẽ cắm trồng kit của chúng ta lên đây. Đấy. Đây thì mình đã có auto cách đi giữa phần điều khiển phía trước và phần relay phía sau. Sau này chúng ta có chan kích. Còn đấy. Kit của chúng ta cũng khá là đơn giản. Phần code và phần file mạch này thì mình sẽ để bên dưới video. Các bạn nào mà có cần tài liệu thì có thể để lại email bên dưới, nhóm mình sẽ gửi tài liệu cho các bạn.
với kit Arduino Ethernet W5100 này, các bạn có thể dễ dàng xây dựng cho mình một hệ thống IoT đơn giản, điều khiển các thiết bị từ xa bằng điện thoại smartphone có kết nối 3G hoặc Wi-Fi. Ở đây thì ngoài những chân đã sử dụng cho chân chuẩn FPI gồm chân 10, chân 11, chân 12, chân 13 thì còn tất cả các chân còn lại các bạn đều có thể sử dụng để điều khiển các thiết bị. Ngoài ra thì các bạn có thể mở rộng thêm các thiết bị của mình bằng cách là gắn thêm các cái module phát RF ở đây, thì các bạn có thể điều khiển được rất là nhiều thiết bị qua cái bộ Ethernet siêu này. Video giới thiệu về module Arduino Ethernet W5100 của nhóm review đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.